Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay em về được nốt 5, em về được rất là nhiều nhé. Đa số là bản 64GB, RAM 4, bộ nhớ 64 nhé. Thì nó máy nó cỡ 97, 98, rồi 99, rồi 97 phải. Nó nhiều loại và cũng giá tiền nó cũng dao động là từ 2 triệu 6 cho đến 3 triệu 2 nhé. Bản 64 nhé, mà máy zin. Có máy Việt Nam luôn nhưng em không nhập. Máy Việt Nam thì vỏ hơi xấu. Vỏ hơi xấu. Nó cũng xấu hơn này một chút nhưng mà nó hai sim ấy. Cái riêng cái dòng Note 5 này mà xài hai sim thì nó như là con rùa. Note 5 hai sim xài nó chậm, nó không nhanh như cái bản một sim này đâu. Nhiều người người ta không thích xài hai sim đâu. Thì cho nên là em lấy đa thắng tiểu số. Đó. Thì mặt hàng là mình bán mà nó chất lượng thì em mới bán. Đây thì hiện tại là Note 5 bản RAM 4 bộ nhớ 64GB này. Đấy. Em bán giá dao động là từ 2 triệu 6 cho đến 3 triệu 2 là máy tình trạng có đẹp. Và có nhỡ có xấu, xấu thì không có. Nhưng mà đa số là máy đẹp thôi. Máy nhỡ thôi với lại máy đẹp. Thì mọi người trong giá tiền đấy mọi người cũng muốn mua máy nào cũng có. Rất là đẹp. Để vào trong này xéo nó rớt phát thì ăn hết luôn. Hai cây màu đặc biệt không? Hồng da cam. Xanh da gì đây? Xanh da ngọc. Hồng da cam, xanh da ngọc. Máy rất đẹp luôn. Bán toàn hàng chất thôi. Gold, xanh da ngọc, gold. Đẹp thiệt. Bữa là tính ra là mười mấy cây đấy, trong đó có cả máy Việt Nam luôn, nhưng máy Việt Nam này em loại là cái đầu luôn này đấy. Tại vì nhìn cái máy nó xấu quá. Cho nên là em đâu có nhập về đâu. Làm gì đây? Hay. Lại thay màn hình hả? Liệt nữa hả? Hay là nó đơ? Nó đơ rồi. Có cái nào cho anh mượn anh xài đỡ hay? Xài kỹ giùm em nhé. Cái này đâu có mật khẩu mật mã gì đâu mà không gắn cái sim nó vào đây giùm anh đấy, cái sim này khá là sao. Một sim này hả? Hai sim. Anh gắn sim nào? Sim Máy này, máy này có sim à? Vậy gắn sim nó vô lên. Sim Vina này phải không? Cái này nó cũng cục sạc kia phải không? Cục sạc đó luôn phải không? Vâng. Chiều lấy anh nhé. Hôm bữa nói cái xịn nó là nhiêu? Cái gì? Cái tốt hơn á, cái mặt màn hình á. Ừ. Em không nhớ, để xíu em đi tại lâu rồi em không nhớ. Có gì sao em báo cho. Nốt năm đẹp như thiên thần luôn.
giá dao động từ 2 triệu 6 cho đến là 3 triệu 2. Máy Việt Nam không 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 bán. Máy Việt Nam nhìn xấu quá trời luôn, mà cái đấy nhìn luôn là mình đã không muốn cầm vào rồi, chứ không phải là bán nữa. Thật sự rất là đẹp. À, tiếp tục là mình có cái cây G6 này. Cái máy này hôm qua mình mới mua của mới đổi máy của khách hàng này, từ dưới bên Biên Hòa chạy qua. Cái máy này tình trạng thì lưng có chảy sơ sơ nhưng mà cũng đẹp. Chỗ cái sim này nó kiểu như là bị chóc, bị gãy tí ở ngay đoạn chỗ này thôi này, nhưng mà không ảnh hưởng gì nhá, tức là vẫn sử dụng bình thường á. Tóm lại máy đẹp zin. Con này thì hôm qua là em thu lại là 1.650.000, em bán luôn 1.800.000 đi cho nó lẹ. Tại vì thứ nhất là người ta từ đường xá xa xôi người ta chạy qua cũng thu rẻ cũng ngại, tạo điều kiện đó. Cái này em bán 1.800.000 nhé. Nốt 9 này về được 2 cây, giá thì từ 9.3 triệu giờ xuống tới 9 triệu. Có cây thì 9.1 triệu, cây là 9.3 triệu đấy. Nay xuống rồi mà máy đẹp nhé, chứ không phải máy xấu đâu. Các bạn thử nghĩ đi, đã bán đã xác định mua một cái máy tầm này tiền rồi, là cho nên là kể cả tâm lý em là người bán em không bao giờ lấy máy xấu về đâu. Đấy, máy xấu bán không được đâu. Đây, tiếp theo đến cây Samsung S7 này, máy như đẹp như hình, có bị chóc sơn sơ chấm phẩy. Con này em bán luôn 2.550.000 đi. Con này RAM 4 bộ nhớ là 32 GB nhá. Thì con này chụp hình đẹp lắm. Dòng S7, dòng S thì chụp hình cực đẹp luôn. Camera nó rất là tốt nhé. Chống rung chống giật. Đẹp. Thì xem nào. A520 này. Lại có thêm được một cây đen và một cây xanh nhá. Em đang còn một cây đẹp 99. Cái đen này cũng đẹp, cỡ 99 này. Đen này cũng đẹp lắm. Xanh này thì cái sườn nó có bị những cái chấm li ti như thế này, mấy chấm thôi, bị ít thôi nhưng mà rất là đẹp. Con này bán cỡ 2.7 triệu trở xuống. Nốt 8 thì đợt này cũng đẹp không à, toàn là máy đẹp như máy mới luôn, hơn cả 99. Mình bán máy thì mình chi tiết mình để rõ hơn đấy, chứ không phải là ấy đâu. Mình làm video mình làm chi tiết, úp ảnh thì đôi khi che khuyết điểm, cho nên là muốn làm rõ sao cho mọi người về nhà nhận cho đúng chất lượng của mình đảm bảo. Con nào cũng như đấy đúng không, rất là đẹp. Màn zin đẹp hết. Con này em bán từ 6 triệu rưỡi cho đến dao động lên 6.8 triệu nhé.
G7 và Dream thì về được đây này. 2, 4, 6, 8 cây. Thì G7 Dream thì nói thật ra thì em biết rồi, em bán thì đa số máy đẹp không à, có bán máy xấu đâu. Thì đợt này giá nó cũng rẻ hơn nhiều rồi. Em bán dao động từ 2 triệu mốt cho đến 2 triệu tư nhá. Đẹp hết, đa số là đẹp hết. Thì em cũng không muốn làm quay kỹ quá mất thời gian. Và G737 này nhìn phát biết ngay hàng chất lượng. Anh Tú, cái này anh Tú hình như anh Tú bữa hôm là mua xong rồi tính đổi lại con gì nhỉ, con Note 8 đúng không? Để xíu gọi cho anh Tú. Con này xin phép bán lại nhé. Mặt lưng sau anh ấy đã dán keo kỹ hết rồi đấy. Mọi người thấy không? Đây, tình trạng máy đây. Em bán là 3 triệu 850 nhé. Con này có bị cấn một xíu đây. Thôi em bán 3 triệu 750 đi, cho nó lẹ. Lưng dán keo này. Riêng khách hàng kỹ này, nhìn phát biết luôn. Đấy, không? Đó thì chắc hôm nay em chỉ làm video ngắn vậy thôi. Còn mọi người mua máy nào thì cứ vừa lòng gọi cho em nhé. Note 5 thì về được 7 cây, 2, 4, 6, 7 cây nhé. Máy rất là đẹp. Đấy em giá cũng nói rõ rồi đó. S7 nhiều đấy, em cất đi một mớ. Tại vì là những cái nào mình quay thì mình để ra thôi, chứ để nhiều không biết cái mã nào với mã nào. A50 đẹp, đẹp lắm. Rồi thì xin phép em khép lại video ở đây. Mọi người mua hàng thì nhớ vui lòng gọi điện cho em nhé. Rồi, cảm ơn mọi người ạ.